Ráng lên con trai, con làm được mà. Cậu Tư buông hai tay luôn nha, buông luôn nè, được không? Nè, đó, giỏi quá, giỏi lắm, Thịnh giỏi lắm, Thịnh giỏi quá nè. Con giỏi lắm, giỏi lắm con trai, giỏi lắm. Không sao, không sao, không sao. Rồi, từ từ ngồi xuống đi con. Rồi. Ba, con thương ba lắm. Ba đừng có lo gì hết, con sẽ ráng tập đi cho ba vui. Ba tin là con sẽ làm được mà. Ráng lên nghe con. Dạ. Lâu rồi tôi không thấy Dượng ra xưởng gỗ. À, xưởng gỗ. Con muốn đi chơi xưởng gỗ với ba. Được rồi, ba sẽ dẫn con đi xưởng gỗ. Thưa ông chủ, hôm nay ông chủ xuống đây kiểm tra sổ sách hay là nhân tiện ghé thăm à? Tôi đưa thằng Thịnh đi chơi, sẵn tiện ghé qua luôn. Dạ. Với lại cũng lâu rồi tôi chưa tới chỗ này, tôi muốn xuống xưởng một chút. Dạ. Để tôi đưa ông chủ đi nha. Cậu qua xưởng chút quay lại. Dạ. Chú Tỉnh, cửa hàng chệt chìn ở trên Sài Gòn á, sao bây giờ họ không làm ăn với mình nữa? Tôi nghe nói là bên gia đình vợ của ông Vịnh nó mở xưởng, nên ổng ưu tiên mua cho người nhà của ổng mà. Cậu Hai, cái này không giỡn được đâu cậu Hai. Chữ này là của Bảo. Chữ Bảo xấu quá, không có đẹp bằng Thịnh. Chữ của Thịnh thì đẹp khỏi chê rồi. Coi đi Dưỡng. Ba biết là chữ của con đẹp mà. Cậu Hai đưa tay. Ba coi có chữ ai đẹp hơn. Nè Dưỡng coi cho nó vui đi mà. Cái thằng này. Ba biết là chữ của Thịnh bao giờ cũng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.